Theo báo cáo mới đây, lực lượng đặc nhiệm thuộc đại đội tinh nhuệ Salmon của Ukraine được cho là đang hoạt động bên trong lãnh thổ Nga để nhắm tới một số chỉ huy cấp cao của Moscow. Chúng tôi đã gia tăng số lượng mục tiêu, nhiệm vụ nhắm vào người hoặc mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như các tòa nhà, nơi một vị tướng hoặc ai đó tương tự đang ở tại nước Nga, một trung sĩ Ukraine với biệt danh Intelligence nói với New York Times. Chiến binh trong đại đội này đã vượt qua biên giới Nga để tấn công các căn cứ không quân và các chỉ huy quân đội cấp cao của Nga, một nhà bình luận của New York Times viết trên Twitter. Đại đội Salmon của Ukraine được cho là đang làm nhiệm vụ chống lại quân đội Nga trong suốt một thập niên qua. Thủ lĩnh của đại đội Salmon, người có mật hiệu cũng là Salmon, nói trên chương trình The War Zone vào tháng 7 năm 2022 rằng lực lượng đặc nhiệm đã thực hiện các nhiệm vụ trước đây với số lượng lớn nhằm vào Crimea và các vùng lãnh thổ khác. Moscow bị cáo buộc hậu thuẫn lực lượng ly khai ở Donbas, miền đông Ukraine, kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Chúng tôi đã triển khai một số hoạt động ở Nga từ rất lâu trước năm 2022. Bởi vì Nga thực sự bắt đầu xung đột với Ukraine từ năm 2014, không phải từ năm 2022, Salmon nói. Vào tháng 6 năm 2022, New York Times dẫn lời hai đặc vụ và một sĩ quan tình báo rằng các chiến binh Salmon đang cố gắng phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của Điện Kremlin thông qua các cuộc đột kích bí mật bên trong nước Nga. Ngày 7 tháng 8, Tổng cục Tình báo Ukraine cho biết các chiến binh thuộc đại đội Salmon đang tiến sâu hơn vào các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát và tiếp tục gây tổn thất cho Moscow. Tuyên bố không nêu rõ về nơi các binh sĩ đang hoạt động mà chỉ nói thêm rằng một đơn vị gồm các chuyên gia Nga đã bị tiêu diệt. Cùng ngày, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ dẫn lời giới chức Ukraine cho biết lực lượng đặc nhiệm của họ đã được triển khai tới bờ đông sông Dnieper bị Nga kiểm soát ở khu vực Kherson, miền nam Ukraine. Ngày 10 tháng 8, một phát ngôn viên của cơ quan tình báo quân sự Ukraine nói với giới truyền thông Ukraine rằng lực lượng đặc biệt của Kiev đang làm việc hiệu quả và không chỉ ở tiền tuyến mà còn ở hậu phương. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, nhà bình luận của New York Times cũng chia sẻ, đoạn video dường như cho thấy một cuộc phục kích của đại đội Salmon nhằm vào lực lượng Nga sau khi hộ tống những người Nga thân Kiev qua biên giới Ukraine. Tổng cục tình báo của Ukraine trước đó cũng công bố đoạn phim xác nhận việc này. Hiện tại, cuộc phản công của Ukraine vẫn chưa đạt được thành tựu đáng kể nào, dù có sự hậu thuẫn đắc lực về thiết bị từ các đồng minh phương Tây. Hôm 10 tháng 8, chính quyền Ukraine ra lệnh sơ tán bắt buộc hàng nghìn thường dân khỏi 37 thị trấn và làng mạc ở thành phố Kupian nằm ở phía bắc Bakhmut sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội của họ đã vào khu vực này. Các lực lượng Nga đến nay đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk, loại khỏi vòng chiến hơn 290 quân nhân Ukraine trong ngày qua, TASS dẫn tuyên bố của Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.